Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa chủ nhiệm các câu lạc bộ, nhóm, hội có mặt trong buổi giao lưu âm nhạc hát vang bản tình cao này, hân hoan chào đón ngày giải phóng thủ đô nghìn năm bất hiến, trái tim của đất Việt ngày 10 tháng 10 chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đồng hành cùng chương trình hát vang bản tình ca hôm nay với những ca khúc đi cùng năm tháng của câu lạc bộ đàn và hát dân ca thành phố Hà Nội. Tại không gian tổ chức sự kiện nhà hàng Tản Viên Sơn, khu vực miền núi Tản Ba Vì, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Nơi đây hội tụ hồn thiêng sông núi quay dòng sông Đà thơ mộng như giải lụa mềm uốn lượn trên non núi Tản bồng bềnh mây trắng bay quanh cùng núi non hùng vĩ đẹp trùng. Câu lạc bộ đàn hát dân ca thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện chào đón ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Thành phố Bèo Bình nghìn năm văn hiến tại nhà hàng Tản Viên Sơn với sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, các đại biểu cơ quan đơn vị trong và ngoài địa bàn yêu mến câu lạc bộ. Sự hiện diện của ban chủ nhiệm, các nghệ sĩ, ca sĩ, các câu lạc bộ cùng khán thính giả yêu quý trên mọi miền tổ quốc hôm nay hội tụ về đây có đông đủ khán giả trong phòng trung tâm tại sân chơi âm nhạc này để cùng cất cao lời ca tiếng hát, bản nhạc, điệu múa, vần thơ và cùng nắm chặt tay nhau hát vang bản tình ca để ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh một thời máu lửa đã chiến đấu hy sinh để cho chúng ta hôm nay được mãi mãi hát ca khúc bất hủ trên quê hương đất nước hòa bình. Hòa bình ơi, tình mình yêu em như sông biển rộng, tình mình yêu em như lúa ngoài đồng. Kính thưa các quý vị, sự hiện diện và chân quý các quý vị đối với phong trào nghệ thuật quần chúng của câu lạc bộ đàn và hát dân ca thành phố Hà Nội đang hiện hữu trước mặt quý vị trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay chắc chắn sẽ thu được những thành công ghi nhận với âm chấn sôi động nhất sẽ nhất định mãi mãi vang xa. Một lần nữa, Trịnh Phúc Tài, phó chủ nhiệm câu lạc bộ đàn và hát dân ca thành phố Hà Nội thay mặt cho những người làm chương trình kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các câu lạc bộ, các nghệ sĩ, ca sĩ luôn dồi dào sức khỏe và lời chào thân thiết, chúc cho tình đoàn kết giao hòa gắn bó trong hoạt động phong trào ngày càng bền chặt. Chúc cho các nghệ sĩ, ca sĩ cháy hết mình trong từng ca khúc những đứa con tinh thần mà mình luôn ươm trồng và chăm sóc. Chúc buổi giao lưu nghệ thuật giữa các câu lạc bộ hôm nay thu hai những thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa chủ nhiệm các câu lạc bộ, nhóm, hội có mặt trong buổi giao lưu âm nhạc hát vang bản tình ca này, cố vấn chương trình giao lưu nghệ thuật hát vang bản tình ca nguyên chủ nhiệm Đặng Trần Hùng. Trưởng ban tổ chức Đặng Thanh Loan, phó trưởng ban tổ chức Trịnh Phúc Tài, Nguyễn Quốc Lập, kịch bản và đạo diễn đồng chí Sơn Viết Vò. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng các lãnh đạo, anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, để chương trình giao lưu nghệ thuật được thành công viên mãn, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai MC chương trình giao lưu nghệ thuật này bước ra sân khấu để hiện diện trước mặt quý vị. Xin trân trọng kính mời. Xin nhiệt liệt và hân hoan chào đón các vị đại biểu khách quý cùng lãnh đạo và anh chị em ca sĩ diễn viên đã về dự chương trình giao lưu nghệ thuật hát vang bản tình ca tại quê hương núi Tản Ba Vì, thành phố Hà Nội ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị, thưa các bạn, lời đầu tiên cho phép MC Sơn Nguyên Phòng và MC Đặng Thanh Loan thay mặt ban tổ chức và những người làm chương trình xin gửi tới toàn thể các quý vị cùng các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi giao lưu của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa các vị khách quý, thưa các bạn, ngay từ lúc 6:30 sáng hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2020,
tại trung tâm sự kiện Tản Viên Sơn, Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ban tổ chức và ban chủ nhiệm câu lạc bộ đàn và hát dân ca thành phố Hà Nội đã vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu, khách quý cùng các lãnh đạo cơ quan đơn vị, gần 200 anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ của 27 cơ quan đơn vị câu lạc bộ thành phố về tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật hát vang bản tình ca. Chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và chào mừng 66 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu thật quyến rũ và đẹp đến nao lòng. Thu Ba Vì Hà Nội lại là một món quà mà thiên nhiên đất trời ban tặng cho mảnh đất ngàn năm văn hiến của chúng ta. Hơn nữa, mùa thu Hà Nội còn gắn liền với mùa thu của đất nước độc lập, mùa thu của đất trời, mùa thu của ngày giải phóng thủ đô, nên thu đến lại càng làm cho ăn nhớ về của Hà Nội, nhớ về ký ức của ngày giải phóng thủ đô năm xưa. Hà Nội mùa thu, lời hứa hôm nào, khi nắng gầy hay nao, em về bên anh Hà Nội. Chờ em nhé anh, dấu đường xa tuyệt vời, nhưng em sẽ về Hà Nội cùng anh. Thưa quý vị và các bạn, và hôm nay các quý vị đại biểu khách quý cùng gần 200 ca sĩ nghệ sĩ của 27 câu lạc bộ thuộc các tỉnh thành phố đã tụ hội về Ba Vì Hà Nội để cùng nhau hát vang bản tình ca chào mừng ngày giải phóng thủ đô yêu dấu của chúng ta. Kính thưa các quý vị và các bạn, chương trình giao lưu nghệ thuật hát vang bản tình ca của chúng ta hôm nay được sự hỗ trợ của Hội Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và truyền hình Bình Minh, đơn vị kết nghĩa luôn đồng hành cùng truyền hình trực tiếp các sự kiện của câu lạc bộ trên trang Facebook cùng nhiều trang sóng, đồng thời phát trên YouTube cho đông đảo bạn bè câu lạc bộ, đồng chí, đồng đội trong và ngoài nước cùng thưởng thức và chiêm ngưỡng. Thưa quý vị và các bạn, về dự buổi giao lưu nghệ thuật hát vang bản tình ca hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu khách quý của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hội Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các tỉnh, các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo địa phương khu vực miền núi Tản Ba Vì, lãnh đạo của 27 câu lạc bộ cùng gần 200 ca sĩ nghệ sĩ đã đến dự. Và đặc biệt hôm nay còn có ông Ti Lo Hiền, người Cộng hòa Liên bang Đức, là trong chương trình bảo vệ động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng đã bớt chút thời gian về dự với chúng ta. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ạ. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hoàng Vinh, Giám đốc Công ty Sữa Ba Vì, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh huyện Ba Vì. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu soạn giả Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Đại tá Vũ Đình Anh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, vì lý do đặc biệt không về dự được nhưng cũng gửi quà và hoa để tặng câu lạc bộ đàn và hát dân ca. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về sự kiện trong khán phòng hôm nay còn có Thượng tá Phạm Văn Hưng cùng phu nhân Nguyễn Thị Tâm, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, khách mời danh dự. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Lập, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ đàn hát dân ca Hà Nội, người phụ trách các tỉnh phía Nam của câu lạc bộ, và đồng chí Trịnh Phúc Tài, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ đàn hát dân ca Hà Nội, phụ trách các tỉnh phía Bắc của câu lạc bộ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bảo, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Duy Ứng, Nguyên trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Sơn, lãnh đạo Hội Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Chủ tịch các câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật, Giám đốc Công ty Sữa Ba Vì, Hội Doanh nhân, các doanh nghiệp huyện Ba Vì, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Tản Lĩnh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đoàn 285 Bộ Tư lệnh 969,
câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ạ. Hội phụ nữ xã Tản Lĩnh xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ yêu thơ ca Việt Nam tỉnh Hưng Yên, câu lạc bộ Hương Sen tỉnh Hưng Yên, câu lạc bộ nghệ thuật Còn Duyên thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi xin trân trọng giới thiệu Hội truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ban liên lạc truyền thống nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Xin trân trọng giới thiệu Hội truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, câu lạc bộ chèo Hoàng Lâu tỉnh Vĩnh Phúc, câu lạc bộ vũ điệu Bưu điện thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ thành câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ thành phố Hải Phòng, câu lạc bộ truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Phúc, Hội truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Thọ, câu lạc bộ chèo Vạn Thắng huyện Ba Vì. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Những Ánh Sao Đêm xã Tản Lĩnh, câu lạc bộ chèo Hoàng Lâu tỉnh Vĩnh Phúc, đồn biên phòng Ba Vì, học viện biên phòng. Xin trân trọng giới thiệu nhóm hoa lan tím hội phụ nữ phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, nhóm hoa xiêm tím và hoa bằng lăng tím. Và nhóm hoa bằng lăng tím, đặc biệt là kíp phóng viên của truyền hình Bình Minh, đơn vị luôn đồng hành trực tiếp các sự kiện giao lưu nghệ thuật câu lạc bộ đàn và hát dân ca thành phố Hà Nội. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Về phía câu lạc bộ đàn và hát dân ca Hà Nội, đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật hát văn bản tình ca hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có chủ nhiệm Đặng Thanh Loan, trưởng ban tổ chức, phó chủ nhiệm Nguyễn Quốc Lập, phó trưởng ban tổ chức, phó chủ nhiệm Trịnh Phúc Tài, phó trưởng ban tổ chức và anh chị em quản trị viên, thành viên trong câu lạc bộ đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, về dự giao lưu chương trình nghệ thuật hát vang bản tình ca hôm nay, các đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo các câu lạc bộ có mang nhiều hoa và quà để tặng và chúc mừng chương trình. Song vì thời gian nên ban tổ chức xin đón nhận và chân thành cảm ơn rất rất nhiều tới các đại biểu khách quý. Xin cảm ơn lãnh đạo, ban chủ nhiệm, anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, các câu lạc bộ thuộc thành phố Hà Nội cùng các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Lai Châu và thành phố Hải Phòng đã có mặt đông đủ với những diện mạo cùng nhiều hương sắc mới mang về chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảnh khắc thật đặc biệt này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, ban cố vấn, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đàn và hát dân ca thành phố Hà Nội cùng đại diện các lãnh đạo câu lạc bộ lên sân khấu chụp chung một tấm hình lưu niệm giao lưu nghệ thuật hát vang bản tình ca. Xin mời các đồng chí ạ. Và xin cảm ơn các đại biểu khách quý, cảm ơn các chủ nhiệm, các câu lạc bộ và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị khu vực miền núi Tản Ba Vì đã dành lại cho ban tổ chức và chương trình một bức hình rất là đẹp và ý nghĩa để làm tư liệu. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một chương trình nghệ thuật hát vang bản tình ca và mở đầu là ca khúc Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao do top ca nam nữ đàn và hát dân ca thành phố Hà Nội biểu diễn. Chúng ta dậy sớm câu hát, nắng mưa
xin cảm ơn các diễn viên của câu lạc bộ đàn và hát dân ca Hà Nội. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để chúc mừng các ca sĩ.